đừng tiếc like và comment khi xem video này. Xem tử vi ngày mới cho 12 con giáp. Tử vi thứ 3 ngày 21 tháng 5 năm 2019 của 12 con giáp. Tuổi Hợi đón tin vui và tài lộc, tuổi Sửu gặt hái được thành công trong cuộc sống. Tuổi Sửu trong ngày thứ 3 này được quý nhân trợ giúp nên công việc gặt hái được nhiều thành tựu. Với bạn bè có thể nói hôm nay là một ngày tuyệt vời. Về đường tài lộc trong ngày hanh thông vượng phát. Tử vi ngày 21 tháng 5 năm 2019 về thứ 3 cho người tuổi Tý. Thứ 3 hôm nay về công việc của người tuổi Tý, làm gì cũng đều chuyên tâm, cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ nên được cấp trên đánh giá cao bởi nỗ lực đó, và nhờ đó vận trình về sự nghiệp có bước tiến triển đáng kể. Về chuyện tình cảm thì gặp một chút rắc rối. Về những người độc thân không xác định được tình cảm thực sự của mình, người có đôi thì dễ bị mâu thuẫn hoặc cảm thấy khó gần, khó gắn kết với nửa kia và cần phải quyết định về tình trạng này càng sớm càng tốt. Về ngũ hành tương xung gây ra sự bất lợi cho vận trình về sức khỏe, cộng thêm thời tiết nắng nóng nên bạn dễ mắc các bệnh về da. Lời khuyên cho bạn cần có thêm một chế độ dinh dưỡng và luyện tập hợp lý, tránh căng thẳng lo âu và thức đêm quá nhiều. Tử vi ngày 21 tháng 5 năm 2019 cho người tuổi Sửu. Người tuổi Sửu trong thứ ba này được quý nhân giúp đỡ nên công việc gặt hái được nhiều thành tựu. Với bạn có thể nói hôm nay là một ngày tuyệt vời lắm đấy. Về đường tài lộc trong ngày hanh thông và vượng phát. Về đường tình duyên, hôm nay người tuổi Sửu gặp ngày tam hợp nên có nhiều hy vọng. Rất có thể bạn sẽ tìm thấy nửa kia của mình mà ngay từ đầu gặp mặt. Những người đang yêu nhau thì có nhiều cơ hội để gắn kết và chia sẻ lẫn nhau về chuyện tình cảm. Tử vi về ngày 21 tháng 5 2019 thứ 3 cho người tuổi Dần. Tử vi của bạn ngày 21 tháng 5 2019 tuổi Dần thể hiện sự tài trí thông minh nhanh nhẹn của mình, nhưng nếu không kiềm chế về bản thân tốt thì bạn có thể gây ra tai họa lớn vì sự nóng nảy và bất cẩn của mình. Cũng may những người biết tính toán đã hiểu và thông cảm cho. Về mối quan hệ với đồng nghiệp và người thân, bạn bè vẫn giữ được sự hài hòa cần thiết. Nhân cơ hội này, bạn có thể giải quyết được những mâu thuẫn cũ. Đừng ngại ngùng mà để lâu thì càng khó thay đổi về tình hình. Tuổi Dần cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình, nhất là trong những ngày nắng nóng như hiện nay. Nếu phải ra ngoài vào buổi trưa thì 10 giờ đến 16 giờ, hãy đảm bảo rằng da của bạn sẽ được che chở và bảo vệ kem chống nắng, nên đội mũ áo thật kín đáo. Tử vi ngày 21 tháng 5 2019 thứ 3 của người tuổi Mão. Tuổi Mão đón ngày mới với tính cách ôn hòa nhẹ nhàng hơn. Về thường lệ là sự hiền lành dễ chịu của bạn tỏa ra năng lượng tích cực khiến mọi người thấy bạn rất dễ gần và thân thiện. Về các mối quan hệ cũng trở nên rất tốt đẹp hơn, mọi mâu thuẫn đều được hóa giải. Song bản mệnh cũng cần phải cứng rắn và mạnh mẽ hơn. Về thời điểm này rất phù hợp để bạn thử thách về chính mình và trở thành một người tốt hơn. Mọi thứ không bao giờ dễ dàng có được, vì thế hãy mong muốn về bản thân trưởng thành và giỏi giang hơn. Với người có thói quen ăn nhiều chất béo thì nên chế biến thức ăn với rượu vang hoặc uống một ly rượu vang trong bữa tối, nhưng chỉ nên giới hạn một ly mỗi ngày. Với các chất oxy hóa trong rượu vang có thể khống chế và ảnh hưởng tiêu cực của chất béo lên hệ tim mạch. Tử vi ngày 21 tháng 5 2019 thứ 3 của người tuổi Thìn. Xem tử vi 12 con giáp ngày 21 tháng 5 2019. Người tuổi Thìn có cảm giác lạc lõng cô đơn. Dù xung quanh bạn đang có rất nhiều người vẫn cùng trò chuyện và ý thức được rằng đó là những vấn đề riêng của mình và chỉ có mình bạn mới xử lý được mà thôi. Muốn có một số cuộc sống thay đổi về tâm trí lạc quan vui vẻ hơn thì con giáp này nên bắt đầu từ việc sắp xếp lại không gian sống của mình và hãy đặt giường ngủ tại vị trí thoáng mát, cố gắng cách âm khỏi những tiếng ồn, khói bụi hoặc ẩn thấp để có một giấc ngủ trọn vẹn nhất. Về sức khỏe của người tuổi Thìn, về cơ bản là ổn, nhưng với thời tiết oi bức này thì hãy chú ý đến chế độ dinh dưỡng, ưu tiên các thực phẩm giàu chất xơ.
thanh mát để giải nhiệt. Ngoài ra, nếu phải làm việc ngoài trời, hãy đảm bảo cho sự che chắn tốt cho làn da của mình. Tử vi ngày 21 tháng 5 2019, thứ ba của người tuổi Tỵ. Bói tử vi ngày 21 tháng 5 của 12 con giáp cho người tuổi Tỵ là người tuổi Tỵ trong ngày này rất sáng tạo trong công việc. Và điều đó đã giúp bạn đạt được những nấc thang mới trong sự nghiệp. Bạn yêu những gì mình đang làm bởi chúng không chỉ cho bạn về tiền bạc mà còn giúp cuộc sống thêm phần ý nghĩa hơn. Con giáp này mở rộng được nhiều mối quan hệ và nó sẽ là tiền đề mang tới tiền bạc trong tương lai. Ngay bây giờ hãy trang bị về kiến thức cho mình để khi có cơ hội mới có thể nắm bắt ngay được. Và hãy nhớ, việc bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền phần lớn là phụ thuộc vào suy nghĩ của bạn về tiền và cách kiếm tiền. Trong ngày ngũ hành hỏa vượng, tuổi Tỵ nên lưu tâm tới việc ăn uống, tập thể dục, thể thao. Hãy tìm hiểu và bổ sung các kiến thức về dinh dưỡng nhé. Tử vi ngày 21 tháng 5 2019, thứ ba cho người tuổi Ngọ. Trong thứ ba này, những người tuổi Ngọ có thể bị cấp trên la mắng hoặc bị đồng nghiệp gièm pha. Về tuổi Ngọ, hãy nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình. Người không biết lắng nghe, cầu tiến và ham học hỏi thì khó lòng mà tiến xa được. Ngày nhị hợp là cơ hội tốt để con giáp này hàn gắn được lại tình cảm đổ vỡ hoặc gặp gỡ các đối tác, bàn chuyện làm ăn. Nhìn chung hôm nay là ngày may mắn tốt lành và có quý nhân tương trợ nên mọi chuyện đều hanh thông và hạnh phúc. Về sức khỏe của người tuổi Ngọ, hãy ưu tiên tới các việc tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày để tăng cường thể chất và hạn chế đi xa, tránh gặp rủi ro về tai nạn giao thông. Tử vi ngày 21 tháng 5 2019, thứ ba của người tuổi Mùi. Trong công việc của người tuổi Mùi tương đối suôn sẻ, về bản mệnh cũng không cần phải vất vả làm việc hoặc tranh đấu với ai mà vẫn hoàn thành đúng tiến độ, gặt hái được không ít những thành quả. Về vận trình công việc và tài lộc khá tốt để bạn bắt tay vào thực hiện những dự định mới cho tương lai. Đối với tình duyên, để gây ấn tượng với người khác phái, hãy cứ thể hiện sự chân thành của mình thì đối phương sẽ cảm nhận được. Người có đôi có cặp cũng cảm nhận được tình cảm thăng hoa và tình yêu của hai bạn trải qua thời gian đã được gắn kết bằng những kỷ niệm lãng mạn thì hôm nay lại được đốt cháy thêm một lần nữa. Tử vi về ngày 21 tháng 5 năm 2019, thứ ba của người tuổi Thân. Người tuổi Thân được chính ấn nâng đỡ cho nên những quyết định sáng suốt trong ngày hôm nay. Về đường công danh rộng mở với nhiều cơ hội nhưng bản mệnh có vẻ rụt rè và e ngại, thiếu chí tiến thủ và hãy tự tin lên, chủ động trong công việc và nắm bắt mọi cơ hội đến với mình. Dám dấn thân thì bạn sẽ tìm được những điều thú vị trong cuộc sống. Lúc khởi đầu bao giờ cũng khó khăn hơn, nhưng khi bắt lấy cơ hội bạn sẽ ngạc nhiên vì chính bản thân mình cũng như thế giới xung quanh. Về thói quen ăn uống, thông minh chính là chìa khóa giúp bạn có một vóc dáng thân hình đẹp đẽ. Vì thế tuổi Thân hãy tìm hiểu và lên kế hoạch cho những bữa ăn khoa học của mình nhé. Tử vi ngày 21 tháng 5 2019, về thứ ba của người tuổi Dậu. Xem tử vi 12 con giáp cho biết người tuổi Dậu luôn trong tâm trạng bất an, có người nghe được những thông tin không liên quan tới công việc. Dù điều đó hôm nay nhưng vẫn đừng đem bản thân mình ra so sánh với người khác vì nó chỉ càng khiến bạn suy nghĩ và tiêu cực hơn mà thôi. Về nỗi sợ hãi đang khiến con giáp này phải khó chịu, sợ bị tổn thương hay bị bỏ rơi. Nếu có thể nhận ra nỗi sợ hãi này thì bạn sẽ tìm được ở đâu đó lòng trắc ẩn và hãy cố gắng vượt qua bằng cách đối mặt với nó. Khi mọi thứ qua đi, bạn sẽ thấy bản thân mình thật mạnh mẽ. Trong ngày ngũ hành tương khắc và giữa mùa hè nóng, người tuổi Dậu nên uống các nước thường xuyên để giữ tỉnh táo. Dù có khát hay không thì vẫn nên uống đủ 2 lít nước trong mỗi ngày nhé. Tử vi ngày 21 tháng 5 2019, thứ ba của người tuổi Tuất. Về công việc của người tuổi Tuất trong ngày thứ ba có nhiều ảnh hưởng về tiêu cực, có những chuyện vô cớ xảy ra, vướng vào muôn vàn thị phi và khiến cho mối quan hệ giữa bản thân và đồng nghiệp ngày càng xấu đi.
Tuất mùi tương hình nên con giáp này có thể rước họa vào thân do thái độ tự tin thái quá và cao ngạo, lúc nào cũng muốn xông lên phía trước để chứng tỏ về mình. May mắn là con đường tình duyên của bạn rất tốt, người ấy luôn ở bên để ủng hộ cho bạn mọi quyết định của bạn. Những lúc bạn bế tắc, người ấy luôn có những lời khuyên chân thành để giúp bạn vượt qua được tất cả. Tử vi ngày 21 tháng 5 2019 thứ ba của người tuổi Hợi, xem tử vi ngày 21 tháng 5 năm 2019 của 12 con giáp báo hiệu người tuổi Hợi. Trong ngày này đón tin vui về tài lộc, tiền bạc như được cho tiền, thừa kế và nhận doanh thu. Tuy nhiên hãy để một phần cho sự tiết kiệm chứ đừng tiêu xài hoang phí quá. Thử nghĩ xem nếu không có khoản tiền đó thì bạn vẫn sống yên ổn đấy thôi. Về phương diện tình cảm, nếu con giáp này muốn xây dựng ấn tượng đối với người nào đó như bạn trai hay gái với cấp trên của mình thì hãy tận dụng thời điểm tốt này để đảm bảo về bản thân được tỏa sáng hơn bao giờ hết. Về ngũ hành thủy hỏa tương khắc cộng thêm thời tiết đang ở giữa mùa hè nắng nóng, về tuổi Hợi hãy nhớ uống nước thường xuyên để giữ đầu óc tỉnh táo, dù có khát hay không thì vẫn nên uống đủ 2 lít nước mỗi ngày nhé. Chào mừng các bạn đã đến với kênh kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã tướng số của mình cũng như của người khác. Nếu thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để nhận được video mới nhất, nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn xem video vui vẻ và những giây phút thư giãn nhất.